Hành trình đi làm căn cước công dân cho bà con của các anh công an khiến cho cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười. Đã bảo ngồi im mà cứ khúc khích cười, tí nữa thì cả hai xuống chờ với bùn đất. Biết rằng những chuyến đi cơ sở của các anh công an ở xã biên giới vùng sâu vùng xa rất khó khăn, nhưng đoạn clip sau đây lại khiến cho cộng đồng mạng không thể nhịn nổi cười. Cụ thể, hai anh công an sáng nay đã phải đến từng nhà trong bản để làm căn cước công dân cho bà con. Vì hôm qua có mưa lớn, con đường đất bụi mù hôm nay giờ đã biến thành vũng lầy trơn trượt. Thế nhưng đang trong lúc căng thẳng, cần tập trung lái xe thì các anh Caramel đằng sau lại cười như được mùa, khiến cho anh công an cầm lái cũng không thể nhịn nổi cười. Và kết quả là tay lái choe choạc, tí thì xòe. Anh lái xe vừa phải căn dặn đồng đội ngồi yên, vừa thốt lên bất lực, ối đồ này ơi! Con đường mà biết nói lên tâm sự thì chắc chắn sẽ đáp lại là: các anh nghĩ chinh phục được em dễ thế sao? Nhìn con đường thế kia mà không lái xe cẩn thận là hai anh từ màu xanh lá trở thành màu nâu luôn cũng nên. Ôi trời ơi! Vậy mới thấy tại những nơi vùng cao, các chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng ở đây vất vả đến nhường nào. Vừa phải bảo vệ, gìn giữ an ninh trật tự, lại vừa phải làm công tác dân vận trong điều kiện đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dân tình đã để lại những bình luận: hai anh đáng yêu quá, anh lái trước thì đang căng thẳng, anh ngồi sau cứ chọc cười thôi. Nhìn con đường này giống hệt như đường tình duyên của em, chắc chở gì đâu à. Chúc các anh có nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn clip trên? Comment ngay cho TV Trend được biết nữa nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.